Bài đầu tiên nè, bài đầu tiên là gì đây? Sông Cà Đào thời con gái. Bài này lạ em không biết. Thanh Sơn là con luôn nết nay
hiền diễu thì làm đứa con ngoan cũng đâu khó khăn về. Cửa nhà được im ngâm, con phải biết dâng lời dạy bảo của mẹ chồng con. Lo lắng cho chồng chăm chút những bữa cơm, làm người vợ thảo hoa chính trên người dưới. Đâu có cách gì sự yêu đương chiều chuộng, con gái của mẹ ngoan chắc làm được bên chồng. Xinh đẹp, mắt hay nhất nách. Rồi, em cảm ơn chị gái vào giao lưu cùng em nha. Chúc chị buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.